dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, đếp sông vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, ngựa xe như nước trên đường vẫn quá màu, người ra thăm bến câu chào nói xôn xao, phút xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la 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 la, tiếng cười cùng gió tràn hòa niềm vui say sưa, la 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 la, ôi đời đẹp quá tràn bao ý thơ. Nghe mưa trên đường vẫn quá màu, người ra thăm bến câu chào nói xôn xao, phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa, sao mai trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Hello, xin chào cả nhà mình đến với kênh Hi Ho Ma Lai nha. Hôm nay là đêm thứ bảy cả nhà, và cũng là đêm cuối tuần. Mình đang có mặt trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, bến Bạch Đằng, quận nhất Sài Gòn, Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ như trước mắt cả nhà mình đang thấy thì bên kia họ có một chiếc cầu bắc ngang qua, và cảnh bến sông rất là đẹp. Vì bến Bạch Đằng này thì lúc trước là chưa sửa lại cả nhà, thì rất là đơn giản, họ chỉ đến cái bờ sông, tới cái là lan can này thôi. Nhưng mà sau này được làm lại, sửa chữa lại rồi thì thiết kế rất là đẹp, có thể cho người ta đứng ra ngoài bờ sông để ngắm cảnh, ngắm thuyền. Và sau đây thì mời cả nhà cùng Hi Ho đi dạo quanh một vòng, xem bến Bạch Đằng này thay đổi như thế nào, ánh đèn đẹp lung linh. Bây giờ mời cả nhà, và cũng như thường lệ thì mong cả nhà hãy cho Hi Ho một like, một đăng ký kênh để ủng hộ Hi Ho ra thêm nhiều video mới nữa nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và cũng chúc cho cả nhà một ngày mới thật là tốt đẹp, tràn đầy hạnh phúc, nhiều thành công mới. Bây giờ mời cả nhà cùng theo chân Hi Ho nha. Đây, bây giờ thì Hi Ho đang đi trên chiếc cầu. Trước mặt chúng ta là một hai cô gái rất là xinh đẹp đang chụp hình. Đây, phần này thì thiết kế chúng ta có thể có bờ cái lan can, hành lang để đưa chúng ta ra sông, ra ngắm con sông Bạch Đằng, con sông Sài Gòn. Sông này rất là rộng và rất là lớn ở cả nhà. Mọi người cả nhà mình đang thấy chiếc du thuyền. Chiếc du thuyền này, trên chiếc du thuyền thì có chương trình ca nhạc, ăn uống, và đưa chúng ta dạo quanh sông Sài Gòn. Đứng đây rất là mát mẻ cả nhà. Cảnh đêm Sài Gòn đẹp lung linh cả nhà ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi dạo công viên bến Bạch Đằng nha cả nhà. Đêm này là đêm cuối tuần cho nên cũng rất đông các bạn trẻ đến đây chơi, đến đây sum họp, đến đây chơi. Đây, chúng ta sẽ đi vào đường trong. Và cũng mong cả nhà mình thông cảm nha, do video hơi lắc, do Hi Ho vừa đi vừa quay với cả nhà, mong cả nhà mình thông cảm. Tôi cố gắng, do thấy thì Hi Ho thấy bến Bạch Đằng này về đêm họ được lập lại rất là đẹp,
cho nên muốn quay lại coi cả nhà xem chi tiết tại bến Bạch Đằng này. Ở đây còn rộng hơn nữa cả nhà. Giống nhìn mình, chúng ta nhìn giống như là gọi là sao ta, cung đình ha cả nhà, cung đình hoàng thượng gì đấy. Bây giờ chúng ta vào bên trong. Cảnh sát đường thủy, cảnh sát đường thủy. Chiếc tàu này lúc xưa là khi cái bến Bạch Đằng này chưa có làm lại cả nhà thì đến đây rất là vắng. Chúng ta chỉ được đứng đi hướng đèn kèn đó mà nhìn qua thôi, mình rất là vắng. Bây giờ tôi thiết kế lại thì chẳng khác gì một phố đi bộ, chẳng khác gì một phố đi bộ luôn. Đèn sáng lung linh. Cuối tuần thì là đa số mọi người chúng ta đều dồn về Sài Gòn, tụ tập ở tại Sài Gòn này tưng bừng đón nhiệt. Đây là sông Sài Gòn. Sông Sài Gòn này lớn cả nhà. Nào mà chiếc tour thuyền này họ sẽ đưa chúng ta đi một vòng, vừa ăn vừa ngắm cảnh Sài Gòn. Sông Sài Gòn này họ đi có thể ra tới sông Đồng Nai cả nhà. Rồi chúng ta đi dạo tiếp nha. Nhìn đẹp ha cả nhà. Và ngoài đây thì công viên bến Bạch Đằng là thiết kế ánh đèn đẹp ha cả nhà. Đây là những ánh đèn. Ánh đèn này cũng là ánh đèn kiểu mới mình nghĩ. Ánh đèn kiểu mới nhỏ nhỏ mà cũng sáng ghê.
ngắm cảnh sông Sài Gòn và ngắm tàu chạy. Lúc trước cầu Bạch Đằng đây thì chưa sửa lại thì giờ cũng hay ngồi nghe lan can, và mở dọc cái lan can ở đây là có những chiếc ghế, có những dãy ghế đá đồ, chúng ta có thể ngồi ngắm ra ngoài sông, cuối ra ngoài sông. Và nay đã được sửa lại và đã không còn những ghế đá nữa, những ghế đá dọc lan can. Ban ra buổi tối, mà buổi tối chúng ta ra ngoài đây với cả nhà là ngồi ngắm cảnh ha, rồi sau đó là ngắm cảnh và thưởng thức những hướng gió, thưởng thức những cơn gió mát mẻ, cũng thoải mái lắm cả nhà. Ở nhà mình cùng với gia đình bạn bè ra ngoài đây ngồi chơi ăn uống. Thôi xin đi cả nhà. Và đây là khu giữ xe để
hành khách xuống ga tham quan. Và đặc biệt đây chỉ là tiếp nhận hành khách đi tham quan ga thôi nha cả nhà. Là phải bạch đằng mà cô đây là bãi xe. Lên đây đã hết hết bến bạch đằng. Và xa xa kia là tàu Thủ Thiêm 2 chuẩn bị sắp khánh thành. Tàu Thủ Thiêm 2 đang trong quá trình tiến hành vào thông xe, không bao lâu nữa sẽ được thông xe. Vâng, xin chào cả nhà nha. Hiro xin được phép video tại đây chuyến tham quan bến Bạch Đằng Sài Gòn quận nhất, rất là đẹp. Cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hiro nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Cũng chúc cho cả nhà mình ngày mới tốt lành, thành nhiều thành công mới, tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp cả nhà ở video sau. Cũng mong cả nhà hãy cho Hiro một like và một đăng ký kênh để Hiro ra video mới hơn nữa nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà, bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà sau. See you again.